70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ 1954-2024, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại. Cách đây tròn 70 năm, dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ đỉnh cao của chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954, là thắng lợi lớn nhất của quân đội và nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 1945-1954. Chiến thắng Điện Biên Phủ đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Chiến thắng đó được ghi vào lịch sử dân tộc như một bạch đằng, một chi lăng hay đống đa trong thế kỷ 20 và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi, đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc. Ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Với chiến thắng Điện Biên Phủ, quân và dân ta đã kết thúc oanh liệt cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược. Chiến thắng không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với cách mạng Việt Nam mà còn chứa đựng tầm vóc thời đại to lớn, góp phần đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ, góp phần cổ vũ phong trào đấu tranh giành độc lập của các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Những bài học kinh nghiệm, bài học lịch sử cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Đó là những bài học về đường lối kháng chiến, về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế, về xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang, về khoa học nghệ thuật quân sự, công tác chính trị tư tưởng, công tác tham mưu, hậu cần, thông tin liên lạc, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, giữa hậu phương và tiền tuyến, giữa vùng tự do và vùng địch tạm chiếm.